Tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn tập 9. Trong tập trước, Mã Tiểu Đào đã gặp riêng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng, sau đó bộc lộ ý định muốn biết thông tin về người thần bí có hồn lực hệ băng. Hoắc Vũ Hạo kiên quyết không tiết lộ, thế là nàng ta đành phải bạo phát hồn lực uy hiếp hai người, nhằm ép người thần bí đó ra mặt. Thấy nàng ta không có ý định thu tay lại, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng liền ra ám hiệu phản công. Cậu ném ra nhiều ám khí nhưng toàn bộ đều bị chặn lại. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục sử dụng tinh thần lực tấn công nhưng nàng ta đã chặn lại. Vương Đồng nhân cơ hội này sử dụng vũ hồn đưa Hoắc Vũ Hạo rời đi. Nhưng vũ hồn của Mã Tiểu Đào cũng có vũ hồn Phượng Hoàng. Còn Phượng Hoàng lửa lao đến tóm lấy hai người. Chênh lệch thực lực quá lớn, muốn thoát thân là điều không thể. Trải qua thăm dò đều không cảm nhận được băng thuộc tính trên người của cả hai. Nghĩ rằng lần trước là do trùng hợp nên nàng ta cũng buông tha cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng. Nàng cũng biết hai người không phục vì hành động của mình tối nay. Vậy thì cố gắng tu luyện, nếu sau này có thể vào nội viện thì nàng sẽ cho hai người cơ hội khiêu chiến. Đang yên đang lành bị ăn một trận đòn, Vương Đồng vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Qua ngày hôm sau, vòng thứ 6 của cuộc thi tân sinh lại tiếp tục. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng mặt mày ủi rũ đi tới. Trong 5 vòng trước đó, tiểu đội của Hoắc Vũ Hạo đã đạt thành tích ưu tú nhất khu vực. Cho nên, bọn họ chính là đội hạt sống của khu vực, sẽ được tiến hành tranh tài đầu tiên. Đối thủ lần này là tân sinh lớp 7 đoàn đội của Hoàng Sở Thiền. Người con trai là Hoàng Sở Thiền, hai người con gái sinh đôi, lần lượt là Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc. Ngay sau lời tuyên bố bắt đầu, Hoàng Sở Thiên liền lao lên, Vương Đồng cũng xông đến giao thủ, hai người liên tục trao đổi chiêu thức. Nhờ vào bộ cánh, Vương Đồng đã ngăn cản được đòn công kích, rồi sút cho hắn ta bay xuống đất. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đồng thời sử dụng hồn kỹ thứ nhất, Đại Lực Kim Cương Quyền. Nghe cái tên đã biết, loại hồn kỹ này chuyên dùng để tấn công, đánh cận chiến. Tiêu Tiêu kịp thời sử dụng cái đỉnh ngăn cản. Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh được xem là vũ hồn đỉnh cấp nên dễ dàng ngăn cản được cú đấm của đối thủ, đẩy lùi hắn ta về sau. Vương Đồng lập tức nhân cơ hội này lao lên. Hai cô gái song sinh thấy vậy cũng đứng ra ngăn cản. Bọn họ kết hợp tạo thành một hàng che chắn bằng những sợi tóc và che khuất tầm nhìn. Hoắc Vũ Hạo lại sử dụng tinh thần cộng hưởng trợ giúp Vương Đồng, khiến hắn dễ dàng phát hiện ra vị trí của đối thủ. Hoàng Sở Thiên sử dụng ra hồn kỹ thứ hai, ngưng tụ lực lượng vào hai bàn tay. Hai tay của hắn giống như một khẩu pháo, bắn ra một quả pháo. Vương Đồng dễ dàng tránh né, nhưng quả pháo này lại có thể điều khiển tùy ý. Thế là nó liên tục bay qua bay lại, chèn ép Vương Đồng phải bay lên trên khiến khoảng cách bị kéo giãn. Vô tình lại rời khỏi phạm vi tinh thần dò xét và cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo. Vương Đồng cũng nhận ra nguy cơ, nếu không có tinh thần dò xét, hắn sẽ không thể quan sát được hành động của đối thủ. Hoắc Vũ Hạo cố gắng tập trung tinh thần nhằm mở rộng khoảng cách dò xét. Sau nhiều nỗ lực thì phạm vi cũng được gia tăng gấp đôi, vừa kịp lúc hỗ trợ cho Vương Đồng tránh né đòn công kích. Hoàng Sở Thiên cũng nhận ra sự bất thường. Dưới trạng thái thiếu tầm nhìn mà Vương Đồng nhiều lần tránh né được, hắn đoán chắc rằng có người đang trợ giúp. Quan sát một lúc, hắn cũng nhận ra người đang trợ giúp chính là Hoắc Vũ Hạo. Hắn ta lập tức yêu cầu hai cô gái đối phó với Vương Đồng, còn mình sẽ giải quyết Hoắc Vũ Hạo. Hai cô gái nghe vậy liền dung hợp hồn kỹ, biến những sợi tóc thành một vòng tròn bao bọc Vương Đồng ở bên trong, chèn mãi mặc không đứt, hoàn toàn bị khống chế. Hoàng Sơ Thiên lao tới đánh thẳng vào mặt Hoắc Vũ Hạo, nhưng cậu đã nhanh trí sử dụng thần pháp Quỷ Ảnh Mê Tùng tránh né. Bởi vì cậu không có kỹ năng tấn công nên chỉ có thể tránh né mà thôi. Cậu đành phải kêu cứu Tiêu Tiêu, cô bé lập tức dung hợp ba cái đỉnh rồi tấn công vào hồn kỹ cặp song sinh bên kia, mục đích chính là giải vây cho Vương Đồng. Nhưng bọn họ đã nhanh tay ngăn cản, sau đó còn khống chế luôn Tiêu Tiêu. Vương Đồng sử dụng hồn kỹ thứ hai gia tăng lực lượng vào bộ cánh nhằm tiêu hao lượng lớn hồn lực của hai tỷ muội song sinh. Hoắc Vũ Hạo sử dụng kỹ năng linh hồn xung kích tấn công. Linh hồn xung kích sẽ tạo thành tổn thương tinh thần cho mục tiêu, nhưng nếu tinh thần lực của đối phương mạnh hơn thì cậu sẽ bị phản phệ. Cũng may, tinh thần lực của hai cô gái đã suy yếu nên bị cậu đánh bất tỉnh. Vũ hồn dung hợp kỹ bị loại bỏ. Tiêu Tiêu cùng Vương Đồng thoát khỏi khống chế, Chu chủ nhiệm chứng kiến chuyện này cũng bất ngờ. Bởi vì thực lực của Vương Đồng vẫn chưa đủ để loại bỏ vũ hồn dung hợp kỹ nên bà đoán chắc rằng Hoắc Vũ Hạo là người đã ra tay. Chỉ có điều bà lại không biết rằng kỹ năng của cậu có thể công kích. Trong suốt thời gian vừa rồi, Hoàng Sở Thiên lại không hề xông lên, cho đến khi hóa giải vũ hồn dung hợp kỹ thì hắn mới bộc phát hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo cũng không đứng yên chịu chết, cậu sử dụng hồn kỹ thứ nhất là tinh thần quấy nhiễu. Đúng như cái tên, tác dụng của chiêu thức là quấy nhiễu khiến công kích mất đi chính xác. Thế là đòn tấn công đã không đánh trúng Hoắc Vũ Hạo. Chỉ chờ có vậy, Tiêu Tiêu lập tức thi triển hồn kỹ thứ hai. Ném chiếc đỉnh về phía hắn ta, dù đã cố gắng ngăn cản nhưng vẫn là không đánh lại. Đến đây thì kết quả đã phân, đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo lại giành được chiến thắng.
Đây đã là chiến thắng thứ 6 rồi, bọn họ còn 4 trận nữa. Sau chút ít thời gian nghỉ ngơi thì trận chiến thứ 7 cũng bắt đầu. Phương Đông tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, còn Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu sẽ tham chiến. Đối thủ lần này có vẻ dễ dàng hơn, đoàn đội chỉ 2 người tham chiến vẫn giành được chiến thắng. Sau đó là trận thứ 8, trận thứ 9 rồi trận thứ 10. Toàn bộ đều giành được chiến thắng. Với thành tích 10 trận bất bại thì đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo đã trở thành quán quân khu 33. Mọi người hoan hô hò reo. Chu lão sư thì cảm thấy vô cùng hãnh diện và khâm phục vì sự nỗ lực của ba đứa học sinh. Danh tiếng nhanh chóng lan rộng, trên đường về cũng được các học sinh khác chào hỏi và chúc mừng. Bây giờ giai đoạn đầu của khảo hạch tân sinh cũng kết thúc. Mấy ngày này, cậu muốn nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị giai đoạn tranh tài lần thứ 2. Phương Đồng thì tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ. Hắn cảm thấy trận thi đấu với cặp chị em song sinh có điều gì đó không đúng lắm. Hiển nhiên là hắn cũng không biết Hoắc Vũ Hạo đã tấn công tinh thần lực của cặp chị em kia, cho nên hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo. Chỉ là Thiên Mộng Băng Tầm đã yêu cầu cậu không thể để cho người khác biết hồn hoàn thứ nhất của mình có đến tận 4 hồn kỹ. Nhưng mà cậu và Vương Đồng đã cùng nhau tu luyện lâu như vậy, đối phương lại hiểu ý mình, bịa ra một lời nói dối cũng được. Nhưng làm như vậy sẽ khiến Vương Đồng bị khúc mắc. Thế là cậu đành cho hắn ta biết mình đã sử dụng linh hồn xung kích trợ giúp. Nói chuyện xong, hai người lại tiếp tục tu luyện. Lần này là tiếp xúc cơ thể để cho hồn lực lưu chuyển trong người đối phương. Cách này quả nhiên thần kỳ, hồn lực hai người giống như cộng hưởng với nhau, giúp hiệu quả tăng cao. Tập phim đến đây là hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!